Chào mấy em, hôm nay mình lại ôn thi giữa học kỳ 2 toán 8 phần hình học nhá. Đây, bài 1 cho tam giác ABC có trọng tâm là G. Đấy, thì nó là giao điểm của hai đường gì? Hai đường trung tuyến đúng không? Rồi. Qua G kẻ đường thẳng song song với AB cách BC tại L. Đây là cái đường màu xanh này. Đó, hai đường màu xanh song song nhau. Và cách BC tại L thì qua L lại kẻ một đường thẳng song song với AC cách cái gì? Cách AB tại K. Đó, hai đường màu đỏ song song nhau. Rồi. Từ L kẻ đường thẳng song song với AC cách AB ở K. Rồi câu A. Ý A nha. Tính BL trên BC. Rồi, con này mình sẽ giải quyết như sau. BL trên BC đúng không? Đó. Thì mình sẽ dùng một xíu gọi là gì? Tính chất của cái tỷ số đó, tỷ số được chưa? Ta-lét đó. Đây. Anh xét cái tam giác nào? C G A CDB à, có GL song song với BD đúng không? À, nên ta suy ra có GL song song với BD thì ta có phải là ta suy ra không? Suy ra GL trên cho DB bằng cho CG trên cho CD bằng cho gì? CL trên cho CB. Đó. Rồi, tiếp theo. Đây, mình chọn hai cái này thôi. Đó, mà vì cái gì? Vì G là trọng tâm đúng không? Vì G là trọng tâm. Đó. Nên có phải là CG trên cho CD thì bằng bằng cho 2 phần 3 không? Đó, tính chất trọng tâm đúng không? Đó, nên suy ra cái này cũng bằng 2 phần 3, được chưa? Rồi. Đó. Vậy đây từ cái tỷ số này nè. Từ cái tỷ số CL trên CB bằng 2 phần 3, đúng chưa? Thì anh lập luận như sau. Đó. CL trên CB bằng 2 phần 3 tương đương CL thì bằng cái gì? Có phải bằng CB trừ cho L BL không? BL trên cho CB bằng 2 phần 3. Đó. Mà CB trên CB bằng mấy? Bằng 1, được chưa? Giờ mình tách ra nè. Tách ra nha. À, anh ghi qua đây nha. CB trên CB bằng 1 trừ cho BL trên cho BL à BC đó, cái đề bài yêu cầu này BL trên cho BC bằng cho 2 phần 3. Vậy từ đây mình suy ra cái gì? Suy ra BL trên cho BC bằng 1 phần 3, đúng chưa? Đó. Rồi vậy là xong câu 1. Giờ mình chuyển qua câu B nha. Tứ giác B K GL là hình gì? Vì sao? Tứ giác BKGL là hình gì? Vì sao? Đây cái tứ giác này. Nhìn bằng mắt thường là mình cảm nhận nó là cái hình gì? Hình thoi, hình bình hành này đúng không? Đó, câu B. Nhìn bằng mắt thường là cảm nhận nó là hình bình hành rồi. Vậy giờ mình đi chứng minh nó là hình bình hành, đúng không? Thì các bạn để ý này. Đây, anh sẽ lấy trung điểm của cái đoạn BC, đúng chưa? Đặt đây là điểm E, đó. Nối AE lại chắc chắn nó đi qua G rồi. Đúng không? Chắc chắn đi qua G. Đó, tí ta sẽ làm việc với nó. Giờ thì mình sẽ đi lập luận xét
xét tam giác nào? Tam giác BAC có KL song song với AC. Cái này là giả thiết đúng không? Vậy thì từ đây ta suy ra đó, có phải là BL trên cho CL CB không? Đó, bằng cho BK trên cho BA. Đó, bằng cho KL trên cho AC bằng 1/3. Đó, mình vừa tính ở cái câu A BL trên BC này. Đó, mình áp dụng luôn được chưa? Đó, câu A sẽ liên quan đến câu B. Rồi. Vậy BK trên với BA bằng 1/3. Đấy, từ đây anh suy ra BK trên với BA bằng 1/3. Rồi. Thì tương đương có phải là KA trên với BA thì bằng 2/3 không? Đó. Làm, nếu các bạn thích thì các bạn có thể tắt như cái câu A nhé. Rồi. Còn đây thì anh ra nhanh luôn bằng 2/3. Rồi. Giờ anh lại xét cái tam giác A B E đó và có có là gì? BK trên cho BA bằng 2/3 đúng không? Rồi. BG trên cho BE bằng 2/3. Tại sao? Tính chất trọng tâm đúng không? Trọng tâm. Đó. Ok. Vậy thì từ hai cái tỷ số này thì mình có phải suy ra cái tỷ số là BK trên cho BA bằng cho BG trên cho BG trên cho AE không? À, cái này là A nhé. Cái này là AE nhé. Bằng 2/3. Rồi. Vậy thì theo cái định lý Thales đảo đấy. À, theo định lý Thales đảo thì có phải là suy ra BG KG đúng không? Song song với BE. Đó. Đây là cái điều thứ nhất này. Lại có là BK song song với GL. Đây là điều số 2. Được chưa? Cái này giả thiết rồi. Người ta cho sẵn rồi. Đấy, từ 1 và 2. Từ 1, 2 có phải suy ra tứ giác gì? Tứ giác BK GL là hình bình hành, được chưa? Hình bình hành có các cặp cạnh song song và bằng nhau. Nãy mình đi chứng minh KG song song với BI này hay là BE đó. Mình đặt cái điều đầu tiên, còn BK song song với GL là cái giả thiết, được chưa? Rồi, xong ý B, giờ quay ý C. Quay ý C nha. Ý C người ta hỏi tìm điều kiện để tam giác ABC của tam giác ABC để BKL là hình thoi tứ giác BKL BKL BKGL là hình thoi. Rồi, mình làm bế này trước nha. Hình thoi. Đó. Phải từ cái vế này trước này mới ra được cái vế sau, được chưa? Đó. Còn nếu người ta hỏi thẳng là hình vuông á thì các bạn phải thông qua cái vế nó là hình thoi trước, sau đó mới là hình vuông, được chưa? Rồi. À, đây là hình thoi. Thì hình bình hành, nó đã là hình bình hành đúng không? Mà để muốn nó biến thành hình thoi thì nó có những cái dấu hiệu gì? Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau đúng không? Đó. Rồi, hai đường chéo vuông góc. Đó. Rồi vân vân. Đó, các bạn phải nhớ những cái dấu hiệu đó thì các bạn mới có thể làm được. Vậy thì anh sẽ dùng cái gì? Hai đường chéo vuông góc. À, tại sao? Tại vì dùng cái dấu hiệu đó thì mình sẽ để mình ghi là để tứ giác BKGL là hình thoi, đúng chưa? Thì
thì hai đường chéo là BG, đúng không? Phải vuông góc với KL đó. Mà cái này anh đóng ngoặc đây nha. Mà BKL lại song song với AC, cái này giả thiết, đúng không? Suy ra BG phải vuông góc với AC. Đó, cái này nè, cái này nè. Đây là một la mã nha. Rồi, BG vuông góc với AC. Mà ta biết gì? Lại có, đúng không? Lại có BG hay là BF á. Này mình suy ra là BF á. BF. BF là gì? Đường trung tuyến, đúng không? Đường trung tuyến của tam giác ABC, đúng không? Cái này cũng giả thiết, người ta cho là G là trọng tâm mà, được chưa? Đó, đây là hai la mã này. Thì có phải từ 1 và 2 không? Ta suy ra BF vừa là đường trung tuyến và BF vừa là đường cao. Đó. Vậy thì cái tính chất đó là chỉ có gì? Tam giác gì? BAC cân tại đâu? Cân tại B. Đó. Đúng chưa? BF vừa là đường trung tuyến mà BF vừa là đường cao thì chỉ có tam giác ABC cân tại B. Rồi, vậy mình kết luận để tứ giác BKGL là hình thoi thì tam giác ABC cân tại B. Đây. À, giờ anh vẽ một cái đường thẳng đi qua B, đúng không? Và vuông góc với AC, được chưa? Đi qua B vuông góc với AC. À, anh vẽ nhầm rồi. Đi qua B này, vuông góc với AC. Rồi. Đây, vậy thì anh phải đưa cái điểm A này. Đó, nó chạy. Nó di chuyển làm sao đó để cho HG trùng với gì? G trùng với cái đường cao đó. Đây, anh sẽ di chuyển nha. Ví dụ, kéo nó ra, đúng không? Thì nó dần dần nó phải trùng với cái đường này nè. Thì cái tứ giác này là hình thoi, được chưa? Tứ giác này là hình thoi. Đó. Đó. Các bạn cứ tưởng tượng là mình sẽ đó, đưa nó trùng với cái đường cao, đúng chưa? Vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến. Thì cái tứ giác này nó thành hình thoi nè. Đó, được chưa? À, giờ mình về lại cái hình cũ nha. Đó. Các bạn hiểu nôm na là như vậy đó. Về cái hình ban đầu. Đây. Được chưa? Rồi. Câu ý tiếp theo. Ý tiếp theo là gì? Tứ giác. Tứ giác gì? BKGL là hình vuông. Được chưa? Rồi. Một cái hình bình hành mà để nó biến nó thành hình vuông à. Được, đúng không? Thì hình như là không có thì phải, đúng chưa? Mình phải từ hình thoi nó biến thành hình thoi trước, đúng chưa? Từ hình thoi này đó, từ hình biến thành hình thoi xong rồi nó mới biến thành hình vuông đó. Mà từ hình thoi qua hình vuông là nó có dấu hiệu gì, nên anh bảo là nó cho cái ý trước đó để nối tiếp cho mình qua cái ý tiếp theo đó. Từ hình thoi mà biến thành hình vuông, vậy là phải có một góc vuông. Hình thoi có một góc vuông, đúng không? Một góc vuông. Rồi. Ok. Vậy thì nãy mình nói nó là hình thoi thì cái tam giác ABC cân tại B, đúng không? Cân tại B. Còn để nó giờ nó là hình hình gì? Hình vuông đó. Thì cần một góc vuông. Thì các bạn nghĩ nên chọn góc nào vuông? Đó. Để tứ giác BKGL là hình vuông thì các bạn nên nghĩ chọn góc nào vuông. Thì có phải cái góc ABC bằng 90 độ không? Đó. Cần một góc vuông. Đấy. Vậy thì kết hợp
kết hợp với gì? Với câu với câu với ý trên đi ha, với ý trên. Ý trên là cái ý mà nó là hình thoi đấy, phải cho nó là hình thoi chứ. Ta thấy để tứ giác BKGL là hình vuông thì đó, tam giác ABC phải cân trước nè, cân tại B và có góc B ABC đó bằng 90 độ đấy. Vậy tam giác ABC vuông cân đúng không? Vuông cân tại đâu? Tại B. Thì tứ giác BK gọi là hình vuông, được chưa? Là hình vuông. Đó. Vậy là mình đã giải quyết xong cái bài 1 đúng chưa? Rồi thì anh sẽ kéo thử cho các bạn xem này. Đó, kéo thử cho các bạn xem nha. Đây. Đây, cái đầu tiên nó sẽ là cái hình hình thoi đó, thì cái đường vuông góc á là cái đường màu đen này, nó trùng với F này, đúng chưa? Nó trùng với điểm F. Đây, cái đường này cho nó thành cái màu cam đi ha. Rồi, thì cái đường màu cam này nó trùng với F thì cái tứ giác đó là hình thoi. Đó, còn giờ cái điểm góc B mà nó vuông á, đó, mình làm sao cho nó vuông. Đây, ví dụ nó vuông. Đúng chưa? Thì cái tứ giác đó là hình vuông. Đó, vậy thôi. Đó. Nó vuông. Rồi, đó. Các bạn hiểu nôm na nó như vậy. Rồi, ok, giờ mình chuyển qua câu 2 nha, bài 2. Đó, mình chuyển qua bài 2 nha. Đây, cho tam giác A, tứ giác A, B, C, D là hình thang. Có gì? AB bằng 4 nè, CD bằng 9 và BD bằng 6. Câu A, chứng minh tam giác ABD đồng dạng với tam giác BDC. Hai tam giác này đồng dạng vì sao? Vì nè, có phải cái góc B xanh bằng cái góc D xanh không? Bằng, tại vì sao? So le trong, so le. Đó, AB song song với DC đó. Rồi, mình lại có cái tỷ số là AB trên cho BD, đúng không? Bằng BD trên cho gì? DC. Thì tương đương có phải là bằng 4 phần 6 sẽ bằng cho 3 phần 6 phần 3, 6 phần 9 không? Đó, thì cái này đúng nè. Được chưa? Vậy thì từ hai cái này mình kết luận vậy. Tam giác ABD đồng dạng với tam giác BDC theo trường hợp nào? Cạnh góc cạnh. Đó. Rồi. Qua câu B. Biết cái góc. Sửa lại nha. Cái góc là ADB mới đúng. Đó, đề này bị sai nha mấy em. Bằng 45 độ. Mà cái góc này á, ADB là cái góc D cam đúng không? Bằng cái góc D cam đó. Là cái góc D cam. Mà D cam có bằng C cam không? Tại vì chứng minh trên đây nè. Đó, hai tam giác kia đồng dạng thì cái góc D cam bằng góc C cam. Rồi, vậy thì giờ ta có cái góc ABC cộng với cái góc BD BCD bằng 180 độ. Hay là suy ra là cái góc nào ABC bằng 180 độ trừ cái góc C cam, mà góc C cam bằng góc D cam là bằng 45 độ. Suy ra cái góc ABC là bằng 135 độ, đúng không? Vậy là kết thúc câu 2. Đó, giờ các bạn chuyển qua câu 3, được chưa? Rồi, mình chuyển qua bài 3 nha.
bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A nè, có đường cao AH, chứng minh AH bình bằng BH nhân cho CH. Đó. Cái này thực ra là lên lớp 9 các bạn sẽ không cần phải chứng minh nữa, tại vì là nó là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Được chưa? Nhưng mà bây giờ lớp 8 thì mình chưa được học nên là mình phải đi chứng minh nè. Vậy thì anh sẽ có giờ sẽ lập luận trước nha. Cái góc A xanh á cộng với góc C đúng không? Bằng 90 độ. Vậy cái góc B cộng với góc C cũng bằng 90 độ. Cái này là tam giác AHC vuông. Cái này tam giác ABC vuông, được chưa? Vậy từ hai cái này mình suy ra góc A xanh đúng không? Bằng góc B. Đó, góc A xanh bằng góc B. Rồi. Vậy giờ anh xét hai tam giác AHC và tam giác BHA có cái gì? Hai góc H bằng 90 độ đúng không? Giờ mình chỉ cần hai góc bằng nhau là cái góc A xanh này nè bằng cái góc B xanh là bằng cái góc B. Rồi, chứng minh trên. Còn cái góc H bằng góc H luôn và bằng 90 độ. À, giả thiết rồi. Vậy suy ra hai tam giác này đồng dạng đúng không? Suy ra tam giác AHB đồng dạng với tam giác CHA. Đó. Vậy thì mình suy ra cái tỷ số đồng dạng là AH trên cho CH bằng cho AB. À, bằng cho HB chứ. Đó, mình đang đi chứng minh mà đúng không? Bằng cho HB trên cho gì? AH. Đó. Vậy từ đây mình suy ra là AH bình sẽ bằng cho HC nhân cho HB. Đây là điều phải chứng minh. Đúng chưa? Bài tam giác này đồng dạng theo trường hợp góc góc góc. Đó, phải quên nói. À, giờ qua câu B. Chứng minh gì? À, tính. Tính gì? Biết BH là bằng 4. Còn BC là bằng 13. Rồi, tính AH, à, BH là bằng 4. Còn BC là bằng 13. Vậy thì anh suy ra HC là bằng bao nhiêu? 13 trừ 4 là còn 9 đúng không? Vậy thì AH bình là bằng gì? HB nhân HC là bằng 4 nhân 9. Suy ra AH là bằng 6 cm. Được chưa? Rất đơn giản. Rồi giờ mình qua bài 4 nha. Rồi mình qua bài 4 nha. Bài 4. Còn cái đề là cho tam giác ABC. Đó, thì phân giác là AD, đúng chưa? Thì góc A xanh bằng góc A hồng này. EF lần lượt là hình chiếu vuông góc của B và C lên cái tia phân giác này. Rồi, câu A người ta kêu chứng minh tam giác ABE đồng dạng với tam giác ACF. Rồi, vì sao? Đây, ABE đúng không? Đồng dạng với ACF. Rồi, có góc A xanh bằng góc A hồng. Đúng không? À, cái này giả thiết rồi. AD là phân giác. Rồi lại có cái gì? Cái góc B bằng góc nào? Bằng góc F bằng 90 độ. Cũng giả thiết luôn. Vậy hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp gì? Góc 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 đúng không? Đó. Rồi, một ý. Ý hai. Tam giác BDE đồng dạng với tam giác CDF. Vì đó, có cái góc BDE bằng góc CDF. Vì sao? Đối đỉnh đúng không? Hai góc đối đỉnh. Rồi góc E bằng góc nào? Bằng góc F bằng 90 độ. Đó, cái này giả thiết nó vuông góc. À, cái góc nãy anh nói nhầm mà câu E là cái góc của gì? Cái góc
Góc này là góc E mới đúng nha. Góc E, đúng chưa? Rồi. Vậy hai tam giác này cũng đồng dạng theo trường hợp gì? Góc, góc, góc. Đó. Đồng dạng theo trường hợp góc, góc, góc. Rồi. Cho mình qua IB. IB chứng minh EA nhân cho DF bằng cho AF nhân cho DE. Rồi thì từ cái hai cái câu A đúng không? Từ ý A này, tam giác ABE đồng dạng với tam giác ACF đúng không? Thì anh suy ra là có phải là AB trên cho AC bằng cho cái gì? AE trên cho AF. Đó, đây là điều thứ nhất nè. Tam giác BDE đồng dạng với tam giác CDF thì anh có cái gì? BD trên cho CD đúng không? Bằng bằng cho cái gì? DE trên cho DF, DE trên cho DF. Rồi. Đây là điều số 2. Rồi tiếp tục. Ta có AD là tia phân giác nên suy ra là AB trên cho AC có phải là bằng BD trên cho DC không? Đây là điều số 3. Từ 1, 2 và 3 thì có phải mình kết luận này. Đây nhá, tô màu nhé. BC đây, đúng chưa? Đây có BC thì bằng, vậy là suy ra DE bằng DF bằng AB trên AC đúng không? Mà AB trên AC thì lại bằng AE trên cho AF. Đó, được chưa? Rồi, nói tóm lại là mình có cái gì? Từ 1, 2 và 3 suy ra hai cái tỷ số này nè, đó nó bằng nhau, AE trên AF bằng cho DE trên cho DF, suy ra là AE nhân cho DF đúng không, bằng cho AF nhân cho DE. Đó, cái này là điều phải chứng minh. Rồi, và là mình giải quyết xong câu 4. Giờ mình qua bài 5 ha. Rồi, bài 5 nha. Cho tam giác ABC trung tuyến AM. Đó. Tia phân giác của góc AMB. Đây, AMB cách AB tại D còn cách MAC tại E, được chưa? Chứng minh ED song song BC. Rồi, ED song song với BC. Thì các bạn phải đề người ta cho cái gì là có ẩn ý đúng không? Đó. Cái đầu tiên là AM là trung tuyến. Thì suy ra có phải là BM bằng cho MC không? M là trung điểm, được chưa? Còn cái AD này nè. AD là phân giác thì suy ra có phải là cái tỷ số là AD trên cho gì? Trên cho BD bằng cho AM trên cho BM đúng không? Rồi. Rồi có cái gì? AE là phân giác đúng không? AE cũng là phân giác đó. Thì suy ra là MAE chứ, MAE là phân giác. Suy ra là AE trên cho EC bằng cho MAE đúng không? MA trên cho MC. Đó, mà đây là anh đặt điều thứ nhất này, điều thứ hai này và điều số 3 này. Vậy có phải từ 1, 2 và 3 thì mình suy ra cái tỷ số là đây
anh tô màu những cái này nè. BM bằng MC đúng không? Đây. Rồi, AM trên MA giống nhau nè, được chưa? Vậy thì có phải là suy ra là AE trên cho EC đúng không? Là bằng AD trên cho BD. Được chưa? Rồi. Mà từ cái tỷ số này đúng không? Thì có phải mình suy ra theo cái định lý Thales á, theo định lý Thales đảo đúng không? Đảo đó. Hoặc các bạn có thể là làm như vậy, các bạn có thể là lấy các bạn theo định lý Thales đảo đúng rồi. Ta có là DE sẽ song song với BC, được chưa? Đó, những cái tỷ số này nó bằng nhau, hai cái tỷ số nó bằng nhau, nó chia ra bằng nhau thì là cái gì? Hai đường này song song, được chưa? Rồi giờ đến câu B. ED cách AM tại Y. ED cách AM tại Y, rồi chứng minh Y là trung điểm của DE. Thì đây là những cái tỷ số bằng nhau đó thôi. Ta có IE trên cho MC đúng không? Bằng cho AE. AE trên cho AC, được chưa? Rồi. Lại có ID trên cho MC là bằng AD trên cho AB. Đúng không? À. Mà các bạn nhìn nè. Từ cái tỷ số này nè, từ cái tỷ số quanh tròn này nè, các bạn sẽ suy ra được đúng không? Là hai tỷ số này bằng nhau. Đúng không? Đây, giờ anh ghi lại tỷ số lúc nãy là BD AD đúng không? AD trên cho cái gì? BD bằng AE trên cho EC. Và các bạn cộng hai vế cho 1 đúng không? Là AD trên BD cộng 1 bằng cho AE trên cho EC cộng cho 1. Rồi, tương đương. Thì AD mà cộng BD quy đồng lên đúng không? Thì có phải bằng AB không? Trên cho BD. Còn cái này là AC trên cho EC. Rồi. Giờ các bạn lại đổi đảo lại với nhau là BD trên cho AB bằng EC trên cho AC. Được chưa? Rồi. Giờ các bạn lại lấy 1 1 trừ cho hai cái vế này, được chưa? Đây. Tương đương lấy 1 trừ cho S BD trên cho AB. Rồi bằng 1 trừ cho gì? EC trên cho AC. Thì các bạn sẽ có cái hai cái tỷ số này nè. AB trừ BD đúng không? Là bằng AD trên cho AB bằng cho AE trên cho AC. Rồi, các bạn nhìn hai cái tỷ số này. Đây, hai tỷ số xanh xanh đây. Có đúng là bằng hai cái tỷ số trên mình phải nói không? AE trên AC, AD trên AB. AB không? Rồi, vậy nói tóm lại á, mình suy ra gì? IE trên cho MC bằng ID trên cho MB. Đó, mà MB bằng cho MC, nãy mình chứng nói rồi đúng không? Giả thiết rồi. Nên suy ra IE bằng ID. Đó, suy ra Y là trung điểm. Y là trung điểm của D. Đó. Rồi mình qua bài 6 nha. Bài 6. Cho tam giác ABC đường cao BH nè.
chọn cho BH là gì. Đây, đặt tên nha, B này và CK đúng không? Cách nhau tại Y đó. Giờ câu A người ta kêu là chứng minh, câu A chứng minh IH nhân cho BH bằng cho IK nhân cho IC, IH đó nhân cho IB là bằng IK nhân IC. Thì anh sẽ xét hai tam giác này nha, xét tam giác, hai tam giác vuông là KIB và HIC đúng không? HIC có cái gì? Có góc K bằng góc H bằng 90 độ đúng không chưa? À, cái này giả thiết rồi. Góc Y, góc KIB bằng góc HIC. Vì sao? Đối đỉnh. À, nên là suy ra hai tam giác này đồng dạng đúng không? Vậy tam giác KIB đồng dạng với tam giác HIC. Đó, theo trường hợp gì? Góc đúng không? Rồi, à, nó đồng dạng thì sao? Mình suy ra cái tỷ số đồng dạng nè. Tỷ số đồng dạng là gì? KI trên cho HI bằng cho IB trên cho IC. Đó, mình lấy ra những cái tỷ số mình cần thôi. Tương đương IB nhân cho IH đúng không? Bằng cho IC nhân cho IK đúng không? Đây là cái gì? Điều phải chứng minh đây nè. Được chưa? Rồi. Vậy là mình giải quyết xong câu A. Giờ qua câu B nha. Chứng minh AK nhân cho AB bằng cho AH nhân cho AC. AK nhân AB bằng AH nhân cho AC. Vậy thì anh sẽ xét hai tam giác này nè. Xét hai tam giác đồng dạng vẫn là xét thôi đúng không? Cái này là người ta kêu đi chứng minh nè. Giờ anh sẽ xét xét ở đây đi ha. Xét tam giác AHB và tam giác AKC có góc A chung đúng không? Góc A chung. Rồi góc H bằng góc K bằng 90 độ, cái này giả thiết rồi. Vậy thì hai tam giác này đồng dạng đúng không? Vậy tam giác AHB đồng dạng với tam giác AKC. Đó, theo trường hợp nào? Góc, được chưa? Đó, vậy thì mình suy ra tỷ số đồng dạng. Đó, tỷ số đồng dạng là cái gì? Mình lấy những cái tỷ số mình cần mình đi chứng minh thôi. Đó, AH trên cho AK bằng cho AB trên cho AC. Đó, vậy thì tương đương có phải là AH AK nhân cho AB bằng cho AH nhân cho AC không? Đó, vậy đây là cái điều phải chứng minh. Đó, vậy là xong câu. Xong câu nào? Xong câu B, được chưa? Giờ mình qua câu C. Chứng minh tam giác AKH đồng dạng với tam giác ACB. Rồi, AKH đây. Đó, AKH. Đó, chứng minh tam giác màu xanh đồng dạng với tam giác lớn là ABC, ACB, được chưa? Vậy thì từ cái tỷ số của câu B nè, từ câu B, đó, có phải anh có là AH trên AC đúng không? AK trên AC thì bằng AH
trên cho cái gì? AB, được không? Anh sắp xếp lại thôi. Đó. Anh đảo cái vị trí của AB xuống, được chưa? Nó vẫn ra cái kết quả là cái tích đó vẫn là đúng, được chưa? Vậy thì rồi. Kết hợp với gì? Kết hợp với góc A chung, đúng không? Góc A chung thì ta kết luận là gì? Vậy tam giác AKH đồng dạng với tam giác ACB theo trường hợp gì? Cạnh, góc cạnh, đúng không? Đó. Vậy thì đây là điều phải chứng minh. Rồi. Còn câu D thì lại sai đề, được chưa? Tam giác AKB này nè, AKB là một đường thẳng mà, đúng không? Đó. Sao mà lại tam giác được? Rồi mình chuyển qua câu tiếp theo nha, câu 7. Rồi mình qua bài số 6 nha. Bài 7. Cho hình thang ABCD, đúng không? Rồi, có gì? AB bằng 4 và DC bằng 9. Câu cho biết góc BCD. BCD là cái góc C xanh này nè. Bằng cái góc ADB là bằng cái góc D xanh, đúng chưa? Câu A. Câu A là gì? Chứng minh BD bình bằng cho AB nhân cho CD. Thì cái này anh đi xét hai tam giác đồng dạng, đúng không? Xét tam giác ABD và tam giác BDC có cái gì? Cái góc B đỏ, đúng không? Bằng cái góc D đỏ. Tại vì sao? Tại vì AB song song với CD, đó, tứ giác là hình thang, được chưa? Rồi cái góc D xanh bằng cái góc C xanh, đúng không? Đó. Vậy thì từ hai cái điều này mình kết luận gì? Vậy tam giác ABD đồng dạng với tam giác BDC theo trường hợp gì? Góc, được chưa? Mà nó đồng dạng thì mình có cái tỷ số đồng dạng là AB trên cho BD bằng cho cái gì? BD, đúng không? Trên cho DC, suy ra BC bình là bằng AB nhân cho DC. Cái này là điều phải chứng minh. Còn câu B thì đơn giản, đúng không? Đó. Mình đã chứng minh được BD bình bằng cho AB nhân cho CD. Thì có phải là suy ra BD là bằng căn của 9 nhân 4 không? Đó. Là bằng 6 cm, được chưa? Rồi, giờ mình qua câu tiếp theo là câu 8. Rồi câu 8 thì có phải sửa lại đề một xíu nha, là OA bằng 3, OB bằng 10, OC bằng 5 và OD bằng 6 nha. Tại vì cái đề này bị sai nè, nếu các bạn lấy theo cái tỷ số này á thì không bao giờ ra được cái tam giác đồng dạng. Tại vì tỷ số OA trên cho OC này nha, nếu cái đề cũ nha, OA trên cho OC bằng cho OD trên cho OB, đúng không? Đó. OA trên OC là bằng 10 phần 6. Còn cái này nó có khác với gì? OD là bằng 2 phần 12 không? Đó, nó khác nhau. Đó. Nếu nó đồng dạng thì hai tỷ số này bằng nhau. Đó, khác nhau. Đề này người ta có nhầm lẫn đấy, nên các bạn sửa lại cho anh là OA bằng 3, OB bằng 10, OC bằng 5 và OD bằng 6 nha. Rồi, bây giờ mình sẽ giải quyết câu A. Chứng minh tam giác OAD đồng dạng với tam giác OCB. OAD là màu xanh này nè, đồng dạng với cái màu hồng. Xét tam giác OAD và tam giác OCB, đúng không? Có góc
góc ô chung. À, góc ô chung. Rồi gì? Cái tỷ số là OE trên cho OD, OC đúng không? OC bằng cho O gì? OD trên cho OB. Thì nó bằng bao nhiêu? OE là bằng 3. Còn OD, OC là bằng 5, đúng không? OD là bằng 6, còn OC là bằng OB là bằng 10. Vậy nó tỷ số nó bằng 3/5, được chưa? Đó. Vậy thì hai tam giác này đồng dạng hay trường hợp gì? À, tam giác theo trường hợp góc cạnh góc cạnh đúng không? Cạnh góc cạnh. Rồi, và câu B. Gọi Y là giao điểm của gì? AD và CDB, chứng minh IA nhân ID bằng IB nhân IC. Rồi. Mình xét hai cái tam giác này nè. Xét tam giác IDC và tam giác IBA. À, IBA có cái góc CID đúng không? Bằng cái góc AIB. Vì sao? Vì nó đối định. Rồi, tiếp theo là có cái gì? Cái góc CBA này nè, nãy nó có phải bằng cái góc ODA không? Đó, tại vì cái tam giác đồng dạng ở bên trên đó, mình vừa chứng minh đây nè. Nên là suy ra cái góc D này nè, nó bằng với góc B bên này, được chưa? Rồi, anh có cái góc CDI bằng góc IBA. Đó, chứng minh trên. Rồi, vậy mình kết luận vậy. Tam giác IDC đồng dạng với tam giác IBA theo trường hợp gì? Góc, đúng không? Rồi, nó đồng dạng thì mình có cái tỷ số đồng dạng là gì? ID trên cho IB bằng cho IC trên cho IA. Đó, thì suy ra là IB nhân cho IC là bằng ID nhân cho IA. Đó, cái này là điều phải chứng minh, đúng không? À, vậy là mình giải quyết xong câu 8. Giờ mình qua câu 9 nha. Rồi, mình qua bài 9 nha. Này, cho tam giác ABC có AB bằng 12, AC bằng 16, BC bằng 20. Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao? Đó, tại sao anh cố tình vẽ như vậy, đúng không? Tại vì nó là tam giác vuông đó. Rồi, mình sẽ đi chứng minh bằng định lý Pythagore đảo, đúng không? Xét tam giác ABC có BC bình là bằng AB bình là bằng cộng cho gì? AC bình. Đó, thì có phải là 20 bình bằng cho 12 bình cộng cho 16 bình không? Đó, tương đương là 400 đó, bằng 400. Thì cái này luôn đúng, đúng không? Vậy thì mình kết luận là theo định lý Pythagore đảo, đúng không? Thì tam giác ABC vuông tại đâu? Vuông tại A. Đó. Rồi qua câu B. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho BD bằng 4. Rồi, từ D kẻ đường thẳng DE song song với BC. Đó, hai đường màu xanh song song nhau. Tính DE và EC. Rồi, qua câu B. Tính DE và EC. Thì đây, các bạn phải xét, đúng không? Tam giác ABC có DE song song với BC. Rồi, có DE song song BC. Suy ra thì
theo cái định lý Thales đúng không? Đó, thì ta có nè, theo định lý Thales thì các bạn có là AD trên cho AB bằng cho AE trên cho AC đó, bằng cái gì? AD BD là bằng 4. Vậy thì BD bằng 4 thì AC bằng mấy? À, đây anh sẽ đưa điểm D xuống đây ha, cho nó dễ nhìn xíu. AD bằng 4 thì cho BD bằng 4 thì AD là bằng 8 đúng không? Đó. À, còn một cái tỷ số nữa là DE trên cho BC đó. Rồi, giờ mình bắt đầu tính nè. AD mà bằng 4 AD BD mà bằng 4 thì AD là bằng 8 đúng không? AB là người ta cho là 12 sẽ bằng AE, mình chưa biết đúng không? AE chưa biết, AC biết rồi là bằng 16. DE chưa biết. Còn BC biết rồi là bằng bao nhiêu? 20. Đó. Thì có vẻ các bạn sẽ tính được không? Từ đây nè, từ cái hệ số này đúng không? Mình tương đương suy ra AE bằng cái gì? 16 nhân 8 chia 12 đúng không? Đó. Còn DE sẽ bằng 20 nhân 8 chia cho 12. Đó, rồi từ đây các bạn ra kết quả. Rồi và các bạn có kết quả là gì? AE sẽ bằng cho 32 phần 3, còn DE là bằng 40 phần 3. Đó, mà người ta kêu tính là DE với cái gì? EC đúng không? Tính DE với EC thì có AE rồi, suy ra EC thôi. EC là bằng 20 trừ cho 32 phần 3. Đó, bằng bao nhiêu? Hai mươi tám phần ba đúng chưa? Rồi giờ câu C, tìm vị trí điểm D trên cạnh AB. Tìm vị trí điểm D trên cạnh AB sao cho BD cộng cho EC bằng DE đúng không? Bằng DE. Rồi các bạn sẽ có cái anh lấy lại cái tỷ số lúc nãy nha, là cái tỷ số đồng dạng á là cái gì? AD trên cho AB bằng cho AE trên cho AC bằng cho DE trên cho BC. Rồi thì đây BD á, BD thì anh sẽ bằng AB trừ cho AD đúng không? Rồi cộng cho EC thì bằng AC trừ cho gì? Trừ cho AE. Đó, bằng DE. Rồi để đây nha. AB thì mình có sẵn rồi là bằng 12 trừ cho AD. Đây, lúc này mới tính nè. Lúc này mới dùng cái tỷ số đồng dạng. Lấy cái này sẽ bằng với cái cuối này nha. Đó, thì có phải là suy ra AD sẽ bằng AB nhân cho DE trên cho BC không? Đó. Thì là bằng, đây, anh ghi vào đây. Là bằng AB nhân cho DE trên cho BC cộng cho AC là bằng 16 trừ cho AE. Đây. Lại lấy hai cái tỷ số này, được chưa? Đó. AE là bằng AC nhân DE đúng không? AC nhân DE trên cho BC bằng DE. Đó. Rồi, từ đây có phải các bạn suy ra là 12 trừ cho 12 nhân DE trên cho BC là 20 cộng cho 16 trừ cho 16 nhân DE trên BC là 20 bằng gì?
bằng DE không? Đó, có một ảnh thôi, từ đây các bạn suy ra DE. DE bằng bao nhiêu? Rồi các bạn sẽ có DE là bằng 35/3. Rồi có DE rồi đúng không? Thì đây, các bạn sẽ tìm vị trí điểm D dựa vào đây nè. Đó, các bạn thế DE vào đây nha. Đó, đặt cái này sao đi. Thay DE vào sao? Ta có AD bằng cái gì? AD có phải là bằng 12 nhân cho DE là 35/3 không? Đó, chia cho gì? BC là bằng 20. Thì nó bằng 7. Đó, bằng 7. Đó, AD bằng 7 đúng không? Thì ta kết luận vậy, điểm D cách A khoảng cách cách điểm A đó một đoạn bằng 7 đúng không? Khoảng cách là 7 cm thì cái gì? BD cộng cho EC bằng DE. Đó, điều phải chứng minh. Được chưa? Rồi, kết thúc câu 9 đó. Một câu suy luận khá là hay, được chưa? Dựa vào những cái tỷ số đồng dạng. Rồi, giờ qua câu 10 ha. Rồi, bài 10 nha. Đây, cho tam giác ABC có AB là bằng 4,8 nè, AC là bằng 6,4. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE bằng 2,4. Còn trên cạnh AB lấy điểm D sao cho gì? AD là bằng 3,2, được chưa? Câu A. Chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác ADE. Đó, ADE. Vì sao? Hai tam giác này đồng dạng. Vì rồi, có góc A chung nè, đúng không? Góc A là góc chung. Rồi, giờ mình lập cái tỷ số giống như ở câu 9 nè. Cái cạnh gì? AB trên gì? AD bằng cho AC trên cho AE, đúng không? AC trên AE bằng bao nhiêu? AB là bằng 4,8 nè. Còn AC là bằng AD là bằng 3,2. AC thì bằng bao nhiêu? 6,4. Còn AE là bằng 2,4. À rồi, các bạn kiểm tra lại nha. Cái này, cái đề người ta ghi sai nè. Đúng chưa? ABC phải đồng dạng với tam giác AED mới đúng. Đó, các bạn sửa lại chỗ này nha. AED, đây này, các bạn nhìn hình nè. ABC đúng không? Góc B là cái góc to nè. Nó phải ứng với cái góc E này nè. AED mới đúng chứ, đúng chưa? Vậy thì AB trên cho AE. AE là bằng AC trên cho AC trên cho cái gì? AD, đúng không? Đó. Vậy thì đây mình sửa lại. Bằng tương đương 4,8 chia cho 2,4. Câu này thì cái số liệu không cho sai, nhưng mà cái thứ tự ở cái những cái điểm á, là người ta sẽ sai, đúng không? Bằng 6,4 chia 3,2, đúng không? Rồi. Dạ, vậy là nó bằng nhau đúng không? Nó bằng 2. Rồi, ta kết luận. Vậy tam giác AED đồng dạng với tam giác ABC theo trường hợp gì? Cạnh góc cạnh. Đó, nó đồng dạng thì mình có phải suy ra cái tỷ số đồng dạng là AE trên cho AB sẽ bằng cái gì? AD trên cho BC. Đó, tương đương. Mình chỉ cần hai cái tỷ số này là đủ rồi để mình tính cái cạnh gì?
tính cái cạnh DE ở câu B đó, ở câu B này tương đương cái gì? AE là bằng bao nhiêu? AE người ta cho là bằng 2,4, AB là bằng 4,8, bằng ED. ED là cái cạnh yêu cầu cần tìm này. Còn BC là bằng 3,6. Đó, vậy suy ra ED bằng bao nhiêu? ED có phải bằng 1,8 không? Đó, 3,6 chia cho 2 đúng không? Nhân cho 1/2 là bằng 1,8 cm. Rồi, xong câu B. Giờ mình qua câu C nha. Gọi F là giao điểm của CB và DE. Chứng minh FD nhân cho FE bằng cho FB nhân cho FC. Rồi, thì các bạn nhìn này, đó, anh làm những cái ô này, những cái màu này đó cho các bạn dễ nhìn. Thì các bạn có phải có góc C tím không? Bằng cái góc D, D tím, D, D đỏ đúng không? Vì sao? Vì hai cái tam giác nãy đồng dạng đó, chứng minh trên ở câu A. Hai tam giác đồng dạng, AED đồng dạng với ABC. Tiếp theo, mà D đỏ à, D đỏ là bằng góc nào? Bằng góc D cam à, đối đỉnh đúng không? Từ đây mình suy ra góc C à, góc C tím sẽ bằng góc D cam. Đó, tại vì nó cùng bằng góc D đỏ. Rồi, một ý nha. Giờ ý tiếp theo nè. Cái góc B xám á, B đen hay B xám đó, bằng cái góc E cam. Được chưa? Rồi, bằng cái góc E cam. Mà cái góc E cam, E cam này nè, cộng với cái góc E xanh là bằng 180 độ. Đó, góc bẹt, cái góc AEC bẹt, được chưa? Đó. Rồi. Rồi lại có cái góc B xám, đúng không? B xám cộng với cái góc B xanh bằng nhiêu? 180 độ, cũng là góc bẹt luôn. Cái góc FBC là góc bẹt. À, rồi kết hợp ba cái này lại, mình có E xám, B xám bằng E cam. Đây, hai cái tỷ số này đúng không? Thì mình loại bỏ đi. Thì có phải là suy ra cái góc E xanh bằng B xanh không? Đó. Rồi, đây là điều số 2. Còn trên nãy là đây là số 1. Vậy có phải từ 1 và 2 suy ra tam giác FDB đồng dạng với tam giác FCE theo trường hợp gì? Góc không? Đó, có cái góc F chung đó, đúng chưa? Rồi. Vậy thì mình đã chứng minh rồi, nó có đồng dạng thì suy ra tỷ số đúng không? Tỷ số đồng dạng FD trên cho FC bằng cho FB trên cho FE. Đó, suy ra FD nhân cho FE bằng cho FC nhân cho FB. Này là điều phải chứng minh. Đó, vậy là mình hoàn thành xong câu 10. Và hoàn thành xong 10 câu bài tập hình học liên quan đến lớp 8. Được chưa? Các bạn về làm đầy đủ 10 câu này thì chắc chắn đi thi sẽ điểm cao. Rồi, chào mấy bạn nha.